Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách vệ sinh lồng giặt, máy giặt Aqua ở trên. Thì, để vệ sinh được cái lồng giặt này là các bạn phải tháo được cái mặt mặt nắp ra. Đấy. Đây là gồm có một con ốc ở bên mặt trước và hai con ốc nắp này. Nói chung là các bạn đầu tiên tháo được cái mặt nắp ra trước. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo mặt nắp ra nữa nha. Rồi, sau khi thay ốc chúng ta nhấc cái mặt này ra. Đấy, các bạn nhìn. Chúng ta sẽ nhấc cái mặt và để sang một bên. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta tháo cái vành lồng này ra. Cái vành này không bắt ốc, nó dùng lẫy các bạn này. Kệ lẫy ra. Đây, bên này có con ốc này. Ba con. Rồi, xếp được cái vành ra này. Sau đó ta tháo ốc đĩa lồng. Rất bè bản. Ốc này chúng ta dùng là tua vít hai cạnh hoặc tua vít bốn cạnh nhé. Tua vít tua. Cái này chúng ta nên dùng tua vít đóng cạnh tua. Tay đấy, tay đang cầm lên đấy. Thì là nó có lực hơn. Đấy. Ok. Ok, ta nhấc đĩa. Đây là bộ phận bên trong lòng. Cũng thấy tương đối là bẩn đấy. Cái này các bạn dùng T10 các bạn nhé. Đấy, để tháo bốn con ốc vào đây ra. T10. Đây các bạn nhé. Đĩa nó bắt đầu thì bẩn rồi đấy. Ok, sau khi đã tháo được bốn con ốc ra, chúng ta sẽ nhấc cái lồng ra ngoài. Nào, mỗi người một bên đây này, đây giữ cái vỏ, nhựa. Đó. Ok. Các bạn thấy không? Vành lồng rất bẩn luôn. Đấy. Thôi ạ. Bám két từng tầng một luôn. Cái này là khi các bạn dầm nó sẽ vương ra quần áo này. Đây là cái rớt này nó sẽ vương ra quần áo. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là toàn cặn xà phòng. Bây giờ chúng ta tiến hành lấy bơm tăng áp và lấy sạch cái này đi. Và vệ sinh cả bên trong rồi nhá. Đấy, toàn cặn đá. Chúng ta vệ sinh xong rồi chúng ta lại lắp lại như bình thường nữa. Bây giờ chúng tôi tiến hành bảo dưỡng. Đây các bạn dùng bơm tăng áp này. Ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành bảo dưỡng. Các bạn dùng vòi xịt này xịt vệ sinh sạch sẽ nhé. Thế là sau khi đã vệ sinh xong. Đấy, sáng soạn. Đấy. Rồi các bạn lại bây giờ chúng ta tiến hành lắp vào thôi. Máy nó được sạch sẽ. Ok.
Thì chúng ta lại bật quá. Cứ đang làm cô nào cô gọi thế biết. Không biết là cô nào bạn. Cứ gọi liên tục. Cứ gọi liên tục. Ê. Ok. Chúng ta giờ chỉ việc lắp ráp vào thôi nhé. Bạn nào mà có nhu cầu bảo dưỡng máy giặt thì liên hệ với lại điện lạnh Thương Thuyết. Với số điện thoại là 0965 109821 hoặc là truy cập vào website là sửa điện lạnh Thái Bình.com. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp ráp.